lợn đen chính hiệu ấy. Nằm yên đi. Lợn đen chính hiệu ấy. Mình tuổi lợn hay sao vào gần nó không chạy đấy. Lợn con. Chạy đi lợn con. Quay quá ngon. Nó không biết sợ đó là lợn à? Nếu mà quay tầm này là mới lên này, nào lợn này mới vừa này, to quá không nên. Lợn này khỏe lắm. Ngày trước anh mua một con về nha, để cái chuồng của anh nó phi ra ngoài đi, xong thì là không tìm thấy bao giờ nữa. Khiếp thật. Nó bỏ đi luôn. Đó luôn. Mua về nuôi, mua mất luôn. Tha tận đây về chứ.
Đấy, như này là quay là thoải mái này. Ít ít ít.